mừng các bạn đến với kênh YouTube Dạy Nghề Nhật Tân. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một món trà rất là hấp dẫn nha các bạn, đó là hồng trà giải thiều. Nguyên liệu của mình chuẩn bị gồm có: đây là 30 ml nước cốt hồng trà mình đã pha sẵn để nguội đó các bạn. Và đây là giải thiều ngâm đó các bạn. Và đây là nước đường, đây là sirup vải. Và sau đây các bạn sẽ cùng với mình pha chế một ly hồng trà vải thiều nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái bình lắc nha các bạn. Mình bỏ vào đây hai trái vải. Vải thì mình sẽ bỏ 10 ml. Sirup vải này các bạn, mình sẽ châm vào đây 10 ml. Đây, 10 ml sirup vải các bạn, mình sẽ châm vào đây. Nước đường thì mình sẽ sử dụng 30 ml nha các bạn. Đây 30 ml nước đường. Nước cốt chanh thì mình sẽ sử dụng 20 ml. Đây là 20 ml nước cốt chanh nè các bạn. Mình sẽ bỏ vào đây. Mình sẽ nghiền cái phần trái cây này nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ bỏ một ít đá vào để mình lắc nha các bạn. Mình bỏ một ít đá vào mình lắc. Mình sẽ tiến hành lắc thôi các bạn. Rồi, mình sẽ chuẩn bị cái ly để mình đổ ra nha các bạn. Mình sẽ đổ vào cái ly. Sau đó thì mình sẽ châm cho nó đầy đá nha các bạn. Bằng ống hút và muỗng thì mình sẽ đặt vào trước. Sau đó thì mình sẽ châm 30 ml trà này lên nha các bạn. Giờ thì mình sẽ đi co bằng hai cái trái này nha các bạn, hai cái trái giải còn lại. Đây, mình để vào đây. Và giữa hai trái giải thì mình sẽ điểm vào đây một cái nhánh húng lủi cho nó đẹp. Xong. Ly hồng trà vải thiều của mình cũng đã hoàn thành rồi đó các bạn. Các bạn nhìn xem, mình phân tầng rất là rõ rệt. Phía dưới là hỗn hợp của vải thiều và một số nguyên liệu khác. Phía trên đó là hồng trà. Và mình đã đi co bằng hai trái vải và một nhánh húng lủi. Các bạn thấy bắt mắt không?
Để mình cận lại cho các bạn xem nha. Ly hồng trà bái thiều của mình cũng đã hoàn thành. Video của mình cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào.